Chào các bác, đây là bác Thiết tiệm rừng. Đây. Em bán là 550 ngàn một ký nhá. Có bác nào cần để đi để ngâm chung với các vị khác thì mua nhá. Công dụng ấm thận cường dương, trừ phong thấp và mạnh gân cốt. Dùng cho những chị em phụ nữ bị lạnh dạ con, khó có thai, hoặc là các anh bị yếu sinh lý đau nhức xương khớp, phong tê thấp thì có thể tham khảo sử dụng cái ba kích nhá. Thì ba kích rừng thì em bán là 550 ngàn một ký khô. Còn đây là ba kích Quảng Ninh. Đây. Chưa rửa nhá các bác. Ba kích rừng thì em rửa sạch rồi, nhưng ba kích Quảng Ninh thì em chưa rửa. Em bán là 500 ngàn một kg và các bác trả cước bên vận chuyển nhá. Khi mà các bác bẻ đôi để củ ba kích ra. Bẻ đôi vào nó sẽ tím ngắt rất là đẹp nhá. Đi các bác rửa lại trước khi ngâm, hoặc là sắc uống. Còn nếu mà các bác thích mua ba kích tươi thì em có ba kích tách lợi sẵn 280 ngàn một ký và em ba ship luôn. Còn ba kích nguyên chùm các bác lấy đi tự rửa, còn tươi thì là 200 nghìn một ký. Thì các bác cần lấy loại nào thì các bác cứ gọi thôi, tại vì đa số khách của em toàn khách quen nên em cũng mấy hôm nay em cũng không đăng ba kích lên, nhưng mà các bác gọi thì sẽ luôn luôn có hàng nhá. Còn đây là sâm đương quy khô. Xong đương quy khô em phơi khô cong, em bỏ vào túi hút chân không rồi. Em còn đúng một ký này. Hôm nọ các bác lấy thì còn dư ra đúng một ký. Bình thường em bán là 250 ngàn một ký nhá. Còn cái ký dư này bác nào lấy thì em sẽ bao ship cho luôn nhá. 250 ngàn thì em bao ship cho luôn. Xâm đương quy rất là tốt, bởi bổ sức khỏe. Các bác lấy đi hầm gà trứng yến, hoặc là ninh chân giò ngâm rượu trong nước uống được được. Còn đây là hoa đu đủ lực sấy lạnh. Đây, rất là thơm. Và cái hoa đu đủ lực sấy lạnh này thì cái dược chất của nó được bảo đảm, nhưng mà cái nhựa của nó khô hết rồi khi trong quá trình sấy, nên là rất là dễ dùng, tiện lợi và nó không bị đắng ngòm như là hoa đu đủ lực tươi nhá. Bác có thể lấy đi ngâm mật ong, hoặc là hấp cách thủy để uống chữa ho. Nói chung là riêng hoa đu đủ lực thì đa số các bác bị ung bướu, ung thư thì dùng nhiều, hoặc là các bác bị ho ấy, ho viêm họng, viêm đường hô hấp trên thì dùng nhiều. 500 ngàn một ký em sẽ xếp từ nửa ký nhá, các bác trả cước. Còn đây là dây thìa canh. Dây thìa canh thì dùng cho các bác bị mỡ máu, tiểu đường nhá. Cách dùng thì em đã in vào cái tờ nhãn này đi rồi. Đi các bác cứ thế dùng, các bác có thể hãm uống như là trà, hoặc là đây em đong túi như thế này là một ký nhá các bác. Em bán là dây thìa canh thì em bán là 100 ngàn một ký nhá. Đây, hàng xanh đẹp thơm nức. Còn đây là táo mèo. Táo mèo thì em bán là 80 ngàn một ký, các bác lấy 2 ký là 150 ngàn nhá. Chuối hột, các loại đồ uống rượu, đặc sản, củ vạn ác, củ nghệ đen, ngải chống độc. Em rất là nhiều loại dược liệu, kể cả mật ong, em luôn sẵn hàng nhá. Các bác gọi loại nào em sẽ ship lại đấy cho. Cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video. Đây có quả na rừng này. Hôm nay khách lấy hết, còn giữ đúng một quả này. Cái này thì vận chuyển hoặc là đặt đi đặt lại thì nó sẽ bị thâm vỏ ngoài thôi nhá các bác, nó chả ảnh hưởng gì. Cái này em vẫn gửi đi tận miền Nam bình thường nhá. Na rừng thì em tách mối ra gửi cho các bác thì là em bán là 70 ngàn một ký. Em nói rõ luôn nhá, nếu mà các bác lấy qua gửi xe em sẽ gửi cả quả, còn nếu các bác lấy gửi ship ở bên bưu điện hoặc Viettel thì em sẽ tách mối bỏ vào túi hút chân không và đổ vào một ít rượu. Đi các bác chỉ cần sang bình là ngâm cho nhá, em sẽ rửa sạch sẽ cho luôn. Tại vì đi em sợ trên đường vận chuyển thì shipper người ta om để thì nó hư ấy, thì lúc đấy nó khó nói chuyện đấy. Em sẽ ship đơn hàng từ 2 ký nhá, các bác cần thì alo số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé. Chào các bác ạ.